Xin chào anh chị, em là Huyền Trang. Thì hiện tại là em đang ở xã Long Hưng, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang. Thì ở đây có một cái miếng vườn lậu nhựa mà gần sông nữa, đang bán thì em quay cho anh chị mình xem. Thì cái miếng vườn mà hôm nay em giới thiệu cho anh chị á, là cái miếng vườn bên này nè. Đây, 2.000 mét vuông nha anh chị, có hữu cư nữa. Còn cái này là lậu nhựa nè. Cái con đường lậu nhựa này thì nó rất là đẹp nha. Tại vì á, anh chị chạy dọc trên cái con đường này á, thì cây cối đều rất là nhiều. Cây nó bự bự á, nó đưa ra, nhìn rất là đẹp. Còn mé bên này á, là có một cái con sông khá là to luôn. Em sẽ đi qua cho anh chị mình xem nha. Nè anh chị nhìn nè. Anh chị nào mà thích đất mà gần lậu nhựa rồi gần sông thì là nó đây. Anh chị thấy không? Nước này á, là nước nước ngọt nha. Nó ra vô thường xuyên nữa. Cái chỗ này thì giờ chắc là mới mưa xong hay sao á, thì nước nó hơi đục. Nhưng mà bình thường thì em thấy là nước nó cũng khá là trong. Lậu nhựa này là lậu nhựa bự luôn nè. Xe tải rồi vô tới luôn á. Còn từ cái chỗ mà cây cầu này nè, anh chị đi ra ngoài quốc lộ 1A, đi một đường thẳng luôn, là khoảng một cây số thôi là sẽ tới quốc lộ 1A. Xung quanh á, thì nhà cũng rất là đông. Anh chị nhìn nè, nhà ta nè. Đó, bên này rồi nhà cũng khá là đông. Anh chị về á, là mình sẽ không sợ buồn nha. Đó, nhà của người ta bên bản đó anh chị. Đó. Này. À, em hay nói với anh chị á, là Mỹ Tho, thành phố Mỹ Tho mở rộng. Rồi ở mấy cái xã là lên nông thôn mới á, cho nên ở đây người ta làm đường rất là nhiều. Thì cái con đường này nè, là cũng là một con đường mà mới vừa mở đó nha anh chị. Con đường này là nó mới vừa làm lại là khoảng một năm thôi. Nói chung là cái con đường này mới làm lại á, anh chị về mình có thể hỏi. Còn đây là cái miếng đất mà em giới thiệu cho anh chị nè. Miếng đất này á, có diện tích là 2.000 mét vuông, trong đó là có 247 mét vuông thổ cư. Bề ngang là 30 mét. Bề ngang là từ ở đây nè, đi qua bên này. Đây tới chỗ này nè, là bề ngang là 30 mét. Bề dài á, là hơn 60 mét. Chủ kêu giá miếng này á, là 3 tỷ nha anh chị. Đây, đây là cái miếng vườn của mình nè. Em sẽ đi bên hông nhà hàng xóm để vô miếng vườn quay cho anh chị mình xem. Mấy cái lá này khá là đẹp ha. Cái này là cái đường vô nhà của hàng xóm. Em đi nhờ để quay miếng đất cho anh chị mình xem thôi nha. Này, đây là cái miếng đất của mình nè. Trong đất á, thì ngay chỗ này có cái nền nhà nè anh chị. Ở bên này là có 247 mét vuông thổ cư. Đó anh chị xem. Trước đất thì có đường điện nha. Ở đây là đường điện của nhà nước, rồi wifi đồ là đầy đủ hết luôn. Ở đây thì điện ở ngoài trước là có đường nước sông nè, rồi nước giếng hay là nước mông tên, tất cả đều đủ hết. Này em đang đi dọc theo cái miếng đất quay cho anh chị mình. Cái này là em đang đi dọc theo cái miếng đất cho anh chị mình xem nha. Em đi đường ở ngoài cho nó rộng. Rồi sau đó thì em sẽ vô cái miếng vườn của mình. Đây, cái miếng vườn của mình nó là bề dài á, nó sẽ vô tới khúc này nha anh chị. Đó. Nè, là khoảng 66 mét. Hơn 60 á. Nè, anh chị thấy là ở đây ra là mình thấy cái lậu nhựa đó. Rồi ở bên này là cái phạm vi đất của mình.
Em sẽ đi vô cái miếng vườn của mình rồi đi ra ngoài lộ cho anh chị xem ha. Ở trong này thì em thấy là trồng chuối. Em nghĩ là cái vườn này nè, chỉ có chuối, dừa với một vài cây ăn trái thôi. Anh chị về thì anh chị có thể dọn hết mấy cái đống chuối này cho nó sáng sủa ra. Chứ nhìn nó cũng không có thấy được cái miếng đất của mình. Nói chung là cây cối thì nó rậm rạp hết, em không thấy gì hết. Nè, ở ngoài này thì nó sáng sủa tí rồi nè. Ở đây thì em thấy là có một cái ao khá là to. Nếu mà anh chị nào mua thì em nghĩ là về anh chị dọn dẹp á, làm cái chỗ mà cái ao nuôi cá cũng được. Cái cây đó là cây lá cách đó anh chị. Cái lá cách này là để mình xào thịt bò, thịt trâu á, ăn rất là ngon. Trong đất á thì không có mồ mả gì hết nha. Này. Nói chung á, theo em á thì cái miếng đất này nè anh chị, là người ta chỉ có trồng được mấy cây dừa cao cao thôi. Còn anh chị về á thì em nghĩ là anh chị phải dọn hết luôn cho nó trống á. Kêu người chặt chuối hết cho nó trống, cho nó lòi lên mấy cái cây dừa này nè. Rồi anh chị cho cô bé sang mặt bằng ra cho nó đẹp. Bây giờ em sẽ mở định vị cho anh chị mình xem nha. Này. Nói chung là cái khu vườn này thì em nghĩ là anh chị mình sẽ dọn lại rồi đầu tư lại. Em đi ra ngoài cho nó trống nha. Miếng đất của mình nó là hướng Tây Bắc, nhưng mà nghiêng về hướng Bắc nhiều hơn. Nhưng mà đất của mình là hướng Tây Bắc nha. Nè, đây là vị trí của em nè. Nó hơi mờ ha anh chị. Nè, anh chị thấy rõ chưa? Này nè, từ ở đây mà anh chị đi ra ngoài quốc lộ 1A thì trung bình là khoảng 1 cây số. Rồi ở đây á, anh chị đi chợ Long Định. Ở đây là chợ Long Định nè, khoảng tầm chừng 5 phút thôi. Kế bên đây á, thì có chợ Chầm Hởm. Rồi trường cấp 1, cấp 2, cấp 3 xã Long Hưng. Ở đây anh chị đi chợ Long Hưng á, thì khoảng tầm chừng, nếu mà anh chị đi xe đạp á, thì chắc khoảng là 5 phút á. Còn đi xe máy thì chừng 1 phút thôi là anh chị sẽ chạy tới rồi, sát bên là ngay chỗ này nè. Thì ở đây á, anh chị mà về thành phố Mỹ Tho á, là khoảng 9,9 cây số, như là 10 phút á, 10 cây số á. Ở đây anh chị về thành phố Mỹ Tho là 10 cây số, chạy xe khoảng 15 phút. Còn anh chị mà về bến xe miền Tây á, là khoảng 62 cây số, chạy xe khoảng 1 tiếng 15 phút nha. Bây giờ em sẽ đi lên em quay quanh quanh ở ngoài trước cho anh chị mình xem. Thì nói chung á là đất này là đất mặt tiền lộ nhựa, rồi gần sông nữa, nên giá thì nó sẽ cao. Đây là bên trong miếng đất của mình nè. Đây. Nè anh chị. Đất này thì em thấy là chưa có hàng rào.
chỉ có một cái hàng rào cũ ở ngoài trước thôi đó. Đất này nếu mà theo em nhận xét á, thì nó được cái á, là mặt tiền lộ nhựa gần xong, mặt tiền được cũng mặt tiền đất á, thì cũng được 30 thì cũng khá là rộng. Đất á, thì không có màu mã, nhưng anh chị về thì em nghĩ là mình nên dọn cho nó trống nhìn nó mới đẹp. Rồi bây giờ em sẽ đi quay những cái miếng khác cho anh chị mình xem nữa nha. Thì em xin nhắc lại với anh chị, cái miếng này á, là 2000 m², trong đó là có 247 m² thổ cư, bề ngang là 30, bề dài là khoảng 66 m. Đất á, thì có giấy tờ sổ đỏ đầy đủ hết, chủ kêu giá là 3 tỷ. Chủ đất ở ngoài trước luôn, cũng gần đây nè. Anh chị về là mình gặp chủ đất rồi mình thương lượng giá cả với chủ đất nha anh chị. Đó, em sẽ đi ra ngoài lộ cho anh chị nhìn xem cái mặt lộ. Đây, ở đây thì không khí xung quanh thì rất là mát. Rồi, em xin chào anh chị nha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video của em. Chủ đất đó anh chị. Đó, bye bye anh chị. Miếng này có bớt không chú? Dạ, không bớt. Không bớt ha. Thì có gì con dẫn anh chị về gặp mình thương lượng ha. Đây chủ đất đó anh chị. Rồi thì có gì có thằng Lâm nè. Dạ ok chú. Rồi thì có khách gì con dẫn khách vô coi miếng vườn của chú rồi gặp chú luôn. Rồi bye bye anh chị thì nha. Hoa hồng thì dạ. Anh có nói với thằng Lâm rồi. Dạ rồi con cảm ơn chú, bye bye chú.